Phần tinh dầu và dầu béo ha. Cô ôn bài xong thì các em coi video clip sau. Nãy các em qua LCMS điểm danh rồi ha, thì các em hoặc là những bạn học bù, các em nhớ vào lớp của mình xem thông tin kiểm tra giữa kỳ là tối thứ sáu tuần này. Chúng ta sẽ làm kiểm tra lúc 21 giờ 30. Thời gian làm bài là 7 phút, thời gian mở link là 10 phút, thời gian là 21 giờ 30 cho đến 21 giờ 40 là xong. Các bạn cố gắng là nhớ để làm bài. Mọi cái việc mà các bạn không làm như quên gì đó thì cô không có giải quyết được, vì đây là cái bài kiểm tra chung nè. Còn lịch thi thì chúng ta sẽ thi vào buổi thứ sáu, tức là sau Tết. Hôm nay là buổi thứ năm rồi, còn một buổi nữa là chúng ta sẽ thi sau Tết. Thì sáng đúng 7 giờ chúng ta sẽ thi vấn đáp trước, 11 giờ 45 các bạn sẽ thi trắc nghiệm. Thì mình nhớ theo dõi lịch, tại vì cô sợ các bạn nghỉ Tết rồi các bạn quên ha. Bạn nhớ theo dõi lịch trên thời khóa biểu, đúng buổi thứ sáu, dược liệu 2 thực hành thì chúng ta sẽ thi nha. Rồi các bạn có gì thắc mắc, có gì cần hỏi ha, thì các bạn mở mic lên, các bạn hỏi, cô trả lời. Tại vì xong buổi hôm nay nữa là mình nghỉ Tết rồi, tuần này các bạn thi nữa. Rồi cô ghi nhận những bạn học bù nha: Nguyễn Thị Phương nè, Nhất Toàn nè, Ngọc Trâm nè, Hồng Phú nè, Mỹ Yến nè. Nếu không có gì thắc mắc thì cô ôn cái phần tinh dầu và dầu béo cho các bạn. Sau khi cô ôn xong thì các bạn sẽ coi cái video. Các bạn coi xong thì ít nhất là sau 9:30 các bạn mới được thoát cái link ra. Vì nếu như các bạn thoát ra sớm á, thì các bạn sẽ không có được tính giờ. Hồng Trang có gì không em? Dạ cô, nãy em có điểm danh nữa cô. Em học bù giờ chiều thứ sáu. À rồi cô thấy rồi, Hồng Trang bù chiều thứ sáu, cô đọc sót ha. Rồi Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, đối với phần dược liệu có chứa tinh dầu thì chúng ta có ba cái nội dung thực hành. Thứ nhất là chúng ta sẽ định lượng citrate toàn phần trong tinh dầu xả bằng phương pháp lắc nhô. Nội dung thứ hai là phần kiểm tạp có chứa trong tinh dầu, ví dụ như là nước, mỡ hoặc là dầu béo, nước, dầu béo hoặc là ancol. Thứ ba là chúng ta sẽ định tính tinh dầu quế bằng phản ứng hóa học. Rồi chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi từng nội dung này, còn video hoặc là phần cơ sở lý thuyết của tinh dầu thì các bạn coi trong giáo trình thực hành nha. Đối với lại định lượng citrate trong tinh dầu xả bằng phương pháp lắc nhô thì phương pháp lắc nhô dựa trên cái nhóm chất aldehyde hoặc là ceton, thì ngoài citrate là một cái nhóm chất aldehyde thì trong cái tinh dầu xả những nhóm chất aldehyde khác cũng cho phản ứng cộng hợp với lại thuốc thử hydroxylamine trong phản ứng lắc nhô này, nên người ta mới gọi là định lượng citrate toàn phần trong tinh dầu xả. Thì citrate trong tinh dầu xả nó là một cái cấu tử chính, hay còn gọi là cấu tử đặc trưng, đối với lại bất kỳ tinh dầu nào ngoài tinh dầu xả cũng vậy ha. Thì trong tinh dầu người ta nói đó là một hỗn hợp gồm nhiều thành phần, nên cái mùi mà các bạn ngửi, các bạn cảm nhận được, bạn phân biệt được đó là tinh dầu xả, đó là tinh dầu lavender gì đó ha, thì để tạo nên cái mùi đặc trưng đó thì trong thành phần nó có rất là nhiều chất, mà trong những cái chất đó thì có một cái chất có cái nồng độ hàm lượng vượt trội nhiều nhất thì người ta gọi đó là cấu tử chính. Ví dụ như là citrate là cấu tử chính trong tinh dầu xả, và bản thân của thằng citrate này nó cũng là một hỗn hợp gồm hai đồng phân
Sis và Trăng, Sichuan A và Sichuan B. Vậy cô tóm lại các bạn cần nhớ cho cô là phương pháp lắc nhô áp dụng cho nhóm chất aldehyde và ceton. Trước khi mình vào cái phương trình định tính, phương pháp định tính, định lượng bằng phương pháp lắc nhô, thì ở đây bạn nhìn qua các cái bước cũng như là các chuẩn bị. Tinh dầu xả là cái mẫu mà mình cần kiểm nghiệm. Rồi cồn 96, vai trò nó là gì? Hydroxylamine, hydrochloride, vai trò nó là gì? KOH và metinjacam là những chất các bạn cần nhớ trong cái phương pháp lắc nhô này. Và theo cái quy trình thì chúng ta cân khoảng 1 gram tinh dầu cho vào trong Atlan. Thì ở đây cô cân thực tế là 1.01 gram. Cân bao nhiêu thì cô sẽ ghi lại bấy nhiêu để cô thế vào trong công thức. Rồi các bạn nhìn qua cái nguyên tắc theo cái sơ đồ cô vẽ ha. Citran, C9H15, CHO. Thì Citran sẽ cho phản ứng cộng hợp với hydroxylamine, hydrochloride. Vậy cơ chế của phản ứng định lượng Citran bằng phương pháp lắc nhô là phương pháp cộng hợp. Theo cái nguyên tắc là chúng ta không thể xác định được trực tiếp cái lượng Citran tham gia phản ứng. Chúng ta cũng không xác định được trực tiếp cái hydroxylamine phản ứng với lại Citran, mà chúng ta sẽ thông qua, gián tiếp thông qua HCl sau phản ứng, mà chúng ta sẽ tính được cái lượng hydroxylamine tham gia cộng hợp ban đầu. Vì bao nhiêu hydroxylamine tham gia phản ứng cộng hợp với Citran thì có bấy nhiêu HCl sinh ra. Nên chúng ta dựa theo cái phương pháp đó là axit bazơ. Chúng ta sẽ dựa vào axit hydrochloric sinh ra, định lượng bằng một cái bazơ có nồng độ tương ứng, đó là KOH. Rồi được chưa? Mà KOH sử dụng bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu HCl. Từ đó mình sẽ suy ngược ra lượng hydroxylamine ban đầu phản ứng với Citran, và mình sẽ tính được cái hàm lượng Citran. Vậy để cho Citran phản ứng hết thì cái lượng hydroxylamine, hydrochloride bạn cho vào phải là cho dư thì Citran nó mới phản ứng hết. Nhưng cái lượng dư của hydroxylamine sau phản ứng thì nó không ảnh hưởng gì đến cái kết quả định lượng. Lý do là Citran nó đã phản ứng hết với lại hydroxylamine rồi. Mình chỉ quan tâm tới cái lượng HCl sinh ra là cái lượng hydroxylamine tham gia phản ứng thôi. Nên đây là phương pháp axit bazơ, mà chuẩn độ là chuẩn độ gián tiếp thông qua HCl. Rồi ha, cái phương trình này các bạn dễ dàng các bạn nhận ra. Và đây là cái sơ đồ, đây là cái sơ đồ định lượng bằng phương pháp lắc nhô. Thì theo cái sơ đồ này cũng như trong cái video các bạn xem, cô sẽ phân tích từng vai trò. Vai trò của cồn 96 là để hòa tan tinh dầu. Vì nếu như mình không có dùng cồn 96 để hòa tan tinh dầu thì cái bước tiếp theo mà bạn cho hydroxylamine vào á thì dung dịch của mình, cái hỗn hợp của mình nó sẽ bị đục. Tại sao nó đục? Vì hydroxylamine người ta pha trong cồn 60%, tức là 40% còn lại là nước, nên chắc chắn nó sẽ bị đục. Vì thế nên mình sẽ có một cái bước trung gian là mình dùng cồn 96 để mình hòa tan tinh dầu trước. Thì khi đó bạn cho cái hydroxy vào nó sẽ không có bị đục, để mình dễ quan sát trong quá trình mà mình chuẩn độ. Còn vai trò của metinjacam đó là chất chỉ thị màu. Tại sao mình chọn metinjacam mà mình không chọn phenol toluene? Ở đây bạn đang muốn định lượng cái gì? Bạn đang muốn định lượng HCl sinh ra. Đây nè, là một cái axit. Vậy metinjacam pH chuyển màu của nó là pH axit 3.1 cho đến 4, 3.1, 3.2 cho đến 4. Đúng không? Vậy nếu như mà bạn lựa chọn phenol toluene, bước chuyển màu của nó là trên 9. Vậy khi mà bạn nhỏ KOH từ trên xuống, bạn nhỏ KOH từ trên xuống, nó phản ứng hết với HCl, nó cũng chưa có chuyển màu nữa. Mà bạn phải dùng một cái lượng nhiều KOH cho đến khi cái dung dịch ở dưới cái bình này nè, nó phải chín, trên 9 thì nó mới chuyển màu. Nên nó sẽ dẫn đến sai số thừa. Các bạn nhớ giùm cô.
Sau khi bạn có thể tích của KOH, bạn thấy vào công thức thì mình sẽ tính được phần trăm của citran toàn phần trong tinh dầu xả nha. Cô nhắc lại ha, phương pháp lắc nhô áp dụng cho trong thành phần đó là nhóm chất aldehyde. Vậy ngoài citran ra thì phương pháp lắc nhô này vẫn có thể sử dụng để định lượng tinh dầu xả, tinh dầu quế. Tại sao dùng để định lượng được tinh dầu quế? Vì trong tinh dầu quế cũng có aldehyde. Đó chính là aldehyde cinnamic. Vậy để định tính tinh dầu quế thì mình vẫn sử dụng được cái phương pháp lắc nhô này nha. Rồi kiểm tạp trong tinh dầu thì đơn giản thôi. Bạn sẽ tìm nước thì bạn sẽ tìm với lại đồng sunfat khang và natri sunfat khang. Nếu như bạn tìm với đồng sunfat khang thì sau khi mà bạn cho đồng sunfat khang vào mẫu tinh dầu mà có lẫn nước thì cái tinh thể đồng sunfat khang nó sẽ bị đặc lên là do nó ngậm 5 cái phân tử nước. Còn nếu như bạn dùng natri sunfat khang để bạn tìm nước trong tinh dầu thì nếu như mẫu tinh dầu của bạn có lẫn nước thì bạn sẽ nhìn cái tay thấy cái tinh thể natri sunfat khang nó bị chảy ướt ra, nó bị chảy ướt ra giống như đường mà mình để ngoài không khí á, nó bị ẩm gì đó. Thì đó là chúng ta có hai cái cách tìm nước lẫn vào trong tinh dầu. Còn tìm dầu béo thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta dựa vào khả năng bay hơi của tinh dầu và không bay hơi của dầu béo, bằng cách là chúng ta nhỏ một giọt tinh dầu cần kiểm nghiệm lên tờ giấy lọc. Nếu như mẫu tinh dầu của chúng ta có lẫn dầu béo ha, thì sau khi chúng ta hơ ở trên bếp điện á, thì tinh dầu nó sẽ bay hơi, dầu béo nó không bay hơi, nó để lại cái vết loang mờ giống như trên cái hình mà cô để trên slide. Còn cách thứ hai là chúng ta tìm với cồn 96%. Bạn nhớ lại cái phần cơ sở lý thuyết ha. Tinh dầu thì tan được trong cồn 96, dầu béo thì không tan trong cồn 96. Nên đơn giản bạn sẽ cho khoảng 8 ml cồn 96 vào ống nghiệm ha. Bạn sẽ nhỏ vào trong đây khoảng 1 đến 2 ml tinh dầu. Nếu như có lẫn dầu béo thì cái ống nghiệm của mình nó sẽ bị đục, hoặc các cái giọt dầu nó sẽ lắng xuống đáy ống nghiệm. Thì đó là cái nguyên tắc dựa vào khả năng một thằng tan trong cồn 96 đó là tinh dầu, cái còn lại không tan trong cồn 96 đó là dầu béo. Hoặc chúng ta dựa vào khả năng bay hơi và khả năng không bay hơi mà chúng ta tiến hành cái thí nghiệm này. Rồi chúng ta qua cái phần kiểm tạp thứ ba, đó là cồn. Chúng ta sẽ tìm cồn lẫn vào trong tinh dầu bằng cách là chúng ta sẽ cho vào trong ống nghiệm khoảng 2 ml nước. Chúng ta sẽ dùng cái bút lông chúng ta vạch cái mực nước. Sau đó chúng ta sẽ cho cái mẫu tinh dầu vào, chúng ta lắc kỹ cái ống nghiệm. Nếu như mẫu tinh dầu của chúng ta có lẫn cồn thì cái mực nước nó sẽ tăng lên. Tại sao mực nước nó tăng lên? Là vì cồn nó hòa tan được với nước. Giống như ở nhà bạn lấy cái chai cồn sát khuẩn á, bạn hòa nước vào trong đó thì bạn thấy nó tan hoàn toàn. Nên đó là lý do mà cái đợt dịch vừa rồi á, có chỗ thì bán cồn sát khuẩn nó rất là rẻ, có chỗ thì nó bán nhiều cao tiền hơn, là do người ta có thể hòa thêm nước vào trong cồn mà người sử dụng mình không có biết ha. Thì đó là cái tính chất nước và cồn hòa tan hoàn toàn với nhau, nên cái mực nước nó sẽ tăng lên. Và cái mực tinh dầu bạn thấy nó nổi lên trên mặt nước đó. Đây là nhóm tinh dầu có tỷ trọng nhẹ hơn nước nên nó mới nổi lên trên mặt nước. Còn nếu như chúng ta kiểm tạp tinh dầu quế đi, xem tinh dầu quế có bị lẫn cồn hay không, thì sau khi bạn tiến hành cái thí nghiệm như thế này, thì lúc đó cái tinh dầu nó sẽ nằm ở dưới đáy ống nghiệm á. Nhưng mà mực nước, nếu như tinh dầu của bạn có lẫn cồn thì mực nước nó cũng sẽ tăng lên,
Lúc đó khi đi thi thì bạn phải quan sát cho nó kỹ nha, chứ không phải là mình học rập khuôn, là mình cứ nhìn cái lớp tinh dầu phía trên đâu. Đây là nhóm tinh dầu nhẹ hơn nước nên tinh dầu nó nổi lên trên. Còn nếu như tinh dầu nó nặng hơn nước thì nó sẽ nằm bên dưới, nhưng mực nước nó cũng sẽ cao. Bạn dựa vào đâu để bạn quan sát mực nước? Bạn cứ dựa vào cái vạch bút lông mà mình đã vạch trên ống nghiệm á. À, thì khi nó thay đổi cái mức nước à, thì bạn sẽ biết là tinh dầu có lẫn cồn hay không lẫn cồn nha. Rồi chúng ta sẽ qua cái phần định tính tinh dầu quế bằng phản ứng hóa học. Trong tinh dầu quế, à, cấu tử chính của tinh dầu quế là aldehyde cinamide. Đây là phản ứng oxy hóa khử. Tác nhân oxy hóa mạnh đó chính là axit nitric. Axit nitric sẽ oxy hóa aldehyde cinamide thành axit cinamide. Vậy cái tinh thể trong ống nghiệm sau khi ngâm nước đá nó có màu vàng sáng thì đó chính là axit cinamide. Vậy nếu như sau phản ứng mà bạn thấy có tinh thể màu vàng sáng mà nó đặt lại á, à, sau khi ngâm với nước đá thì nó mới là tinh dầu quế. À, bạn nắm chỗ này giùm cô nha và nhớ coi kỹ cái video. Rồi cô vừa ôm xong cho các bạn cái phần tinh dầu. À, các bạn có thắc mắc gì ha thì mình mở mic lên mình trao đổi. À, cô chờ các bạn 4 phút đến 7 giờ 45 cô sẽ ôm tiếp cái bài dầu béo. Cô ơi, cho em hỏi cái phần mà lúc mà mình kiểm tạp cồn á cô, là mình cho nước vô rồi xong đi là cái mực nước nó cao hơn cái mực mà mình cho thêm với lại cái lượng tinh dầu ở trong ống hay sao cô? Em nói rõ lại giùm cô ơi. Ý là cô nói là lúc mà nó thay đổi cái mực nước á cô, là cồn nó hòa tan trong nước á, là cái mực của nó sẽ cao hơn cái lượng nước mình cho vô với lại cái lượng tinh dầu ở trong ống hay sao cô? Nếu như mẫu tinh dầu của mình có lẫn cồn, đúng không? Thì cái mực nước nó sẽ dâng cao lên. Còn mẫu tinh dầu của mình không có lẫn cồn thì mực nước nó không thay đổi. À, bạn cứ dựa vào cái vạch bút lông á, bạn cứ dựa vào cái vạch bút lông mà bạn trả lời thôi. À, nếu như cái mực nước mà nó thay đổi dù tinh dầu nặng hơn nước hay nhẹ hơn nước gì đó, à, thì các bạn cũng có thể quan sát được. Nên nhiều bạn cứ đi thi, các bạn cứ nhầm, bạn cứ nhìn cái lớp nước, cái lớp tinh dầu ở phía trên không à. Cô nói là bây giờ dù tinh dầu, dù nhóm tinh dầu nào nặng hơn nước hay nhẹ hơn nước, cái bạn quan sát là cái chỗ bút lông mà thầy cô vạch á. Bạn nhìn đó, nếu mà nó không thay đổi cái vạch bút lông thì không lẫn cồn. Nếu như cái vạch dung dịch ngay bút lông nó thay đổi thì đó là có lẫn cồn. Bạn rõ chỗ này chưa? À, để chứ bạn đừng có lăng tăng là nhiều bạn không có nắm rõ là tinh dầu à, nhẹ hơn nước hay nặng hơn nước. À, các bạn cứ nhìn cái vạch bút lông cho cô, thay đổi cái mực nước ngay cái vạch bút lông mình vạch ban đầu thì đó là lẫn cồn. Còn không thay đổi gì hết là không lẫn cồn. Dù nó là tinh dầu nhẹ hơn hay nặng hơn nước đều như vậy. Rồi các bạn cứ hỏi đi ha, có chỗ nào thắc mắc thì các bạn hỏi cô ha. Cái phần kiểm nghiệm dầu béo thì phần kiểm nghiệm dầu béo có hai nội dung. Một là định tính các cái dầu béo dựa vào các cái chất tan đặc trưng ở trong đó, đó là định tính dầu phộng.
là do trong dầu phộng có axit arachidic, trong dầu gan cá có vitamin A và trong dầu mù u có calophyllolic và inophyllolic là cumarin. Thường đối với dầu béo thì chúng ta rất là ít khi chúng ta dùng cái phương pháp hóa học vì nó rất là kém chính xác. Tinh dầu cũng vậy. Thì đối với tinh dầu thì người ta hay dùng cái phương pháp sắc ký khí là do tinh dầu có khả năng hóa khí, có khả năng bay hơi. Còn dầu béo thì chúng ta dùng cái HPLC. Còn do trong những cái tinh dầu cho là do trong những cái dầu béo này nè, nó có những cái chất tan đặc trưng, đặc biệt, nên người ta có thể dùng các cái phản ứng hóa học để người ta nhận ra nó. Và nội dung thứ hai là chúng ta xác định chỉ số xà phòng là một trong bốn cái chỉ số đánh giá cái chất lượng của dầu béo. Chỉ số xà phòng, chỉ số axit, chỉ số este và chỉ số iốt. Thì định nghĩa của các chỉ số này thì lần trước cô đã giảng rồi, nó thuần cái phần lý thuyết thôi. Các bạn xem lại trong quyển giáo trình thực hành nha. Và mối quan hệ giữa chỉ số xà phòng, chỉ số axit và chỉ số este. Thì chỉ số xà phòng bằng chỉ số axit cộng với lại cái chỉ số este. Nhớ ha. Còn ý nghĩa của nó như thế nào? Thì bạn xem lại trong bài nha. Định nghĩa và ý nghĩa các bạn xem trong bài. Thì chỉ số xà phòng, về bản thân của thằng chỉ số xà phòng á, nó cũng không có cái ý nghĩa gì đặc trưng, mà nó chỉ là cái trung gian để xác định chỉ số este mà thôi. Tại vì chỉ số este chúng ta rất là khó xác định trực tiếp được vì nó không có ổn định, nên là chúng ta sẽ xác định được chỉ số xà phòng trực tiếp và chúng ta có thể xác định được chỉ số axit thông qua thực nghiệm, từ đó chúng ta sẽ tính ra được cái chỉ số este. Còn chỉ số axit thì nói lên cái việc bảo quản dầu béo tốt hay là chưa tốt. Còn chỉ số este thì nói lên cái việc giả mạo hoặc là nhầm lẫn dầu béo. Vì chỉ số este ở mỗi dầu béo nó sẽ có một cái chỉ số riêng. Còn chỉ số xà phòng chỉ là cái bước trung gian để chúng ta xác định chỉ số este mà thôi. Thì cái này lần trước cô giảng rồi, bạn xem lại trong giáo trình nha. Còn chỉ số iốt thì nó không liên quan đến ba chỉ số còn lại. Nhưng mà chỉ số iốt thì nói lên mức độ chưa bão hòa của dầu béo. Đúng không? Mà dầu béo, đặc biệt là dầu, dầu đó là những cái axit béo chưa no. Thì những dầu béo nào mà có chỉ số iốt càng cao thì càng có chất lượng. Thì cái này các bạn xem lại ha. Đầu tiên chúng ta sẽ định tính dầu phộng. Thì định tính dầu phộng chúng ta có cái cách làm như sau. Các bạn sẽ cho 2ml dầu phộng vào trong ạt len, cho vào đó tác nhân phản ứng chính là 10ml cao H5% trong cồn. Sau đó bạn mang đi đun cách thủy và làm lạnh. Thì nếu như đây là dầu phộng thì nó sẽ có cái hiện tượng là đặc lại như thạch. Và cái tinh thể đặc lại như thạch mà các bạn quan sát được đó chính là muối, kali, arachidat. Còn cấu tử ban đầu trong dầu phộng đó là axit arachidic. Và axit arachidic phản ứng với KOH thì nó sẽ tạo thành muối kali arachidat. Mà muối kali arachidat trong môi trường cồn và nhiệt độ thấp thì nó sẽ đặc lại như thạch, giống như rau câu gì đó. Vậy ở đây có hai vấn đề. Nếu như cô thay KOH trong cồn bằng KOH trong nước thì sẽ xảy ra hiện tượng âm tính giả, tức là nó không có đặc lại vì muối kali arachidat nó tan trong nước, nên dù nó là dầu phộng nó cũng không có đặc lại thì xảy ra hiện tượng là âm tính giả. Còn bước thứ hai, còn ý thứ hai, nếu cô thay KOH trong cồn bằng NaOH trong cồn thì sẽ dẫn đến hiện tượng là dương tính giả, là do tất cả các muối natri của các axit béo đều không tan trong cồn. Vậy nếu như bạn không dùng dầu phộng, bạn dùng bất kỳ dầu béo nào, ví dụ như là dầu ô liu, dầu dừa, dầu gan cá, dầu mù u, bạn cho NaOH vô, bạn mang đi đun, sau đó bạn làm lạnh, nó cũng đặc lại y chang như vậy á. Nên người ta gọi đó là dương tính giả, do tất cả các muối natri đều không tan trong cồn. Rồi thứ hai là bạn định tính dầu gan cá dựa vào cái cấu tử chính, chất chính của nó, chất đặc trưng của nó, đó là vitamin A.
thì bạn sẽ tiến hành thí nghiệm bằng cách bạn cho 1 đến 2 giọt dầu gan cá vào trong cái chén sứ. Bạn sẽ hòa tan bằng 0,5 ml chloroform. Vậy chloroform có vai trò là hòa tan dầu béo. Đây là phản ứng oxy hóa khử. Tác nhân oxy hóa đó chính là axit sulfuric đậm đặc. Nó sẽ oxy hóa cái hỗn hợp ban đầu, oxy hóa vitamin A, tạo thành sản phẩm có màu, đó là cái màu tím xanh. Màu tím xanh này nó không có bền, để chừng khoảng 3 đến 5 giây sau thì nó sẽ chuyển qua cái màu nâu. Thì đó là định tính vitamin A bằng H2SO4 đậm đặc. Rồi định tính dầu mù u. Thì dầu mù u chúng ta dựa vào calophyllolic và inophyllolic, đó là cumarin. Thì hai cái phản ứng định tính dầu mù u đó là sắc 3 và diazo. Đây chính là phản ứng của OH trên cái vòng thơm benzen, hay còn gọi là OH phenol. Đối với sắc 3 là cơ chế tạo phức, còn đối với diazo là phản ứng thế ở vị trí octo hoặc là para, thì đều là của OH phenol, chứ không có liên quan gì đến dầu béo hết, không liên quan gì đến cấu trúc của dầu béo. Và trước khi mà tiến hành định tính thì chúng ta có một cái bước là chúng ta phải tinh chế dầu mù u. Là do trong dầu mù u ban đầu, sau khi chúng ta ép lấy dầu mù u bằng hạt á, thì chúng ta sẽ bị lẫn nhựa. Mà nếu như dầu mù u bị lẫn nhựa thì cái chất nhựa đó sẽ gây kích ứng da, sẽ gây viêm loét lở da, sẽ gây ngứa, ngáy rất là khó chịu. Nên trước khi mà dùng dầu mù u để bôi lên da hoặc để làm thuốc á, thì người ta phải loại cái nhựa đó đi. Loại nhựa đó bằng cách là chúng ta lắc phân bố với lại cồn 96% theo tỷ lệ 1:1. Tại sao chúng ta có thể loại nhựa bằng cồn 96? Vì bản thân của nhựa đó chính là những cái terpenoid, nó gần giống như tinh dầu vậy đó. Mà terpen thì nó tan được trong cồn. Nên ban đầu thì cái dịch chiết của cái dầu béo mù u nó thô á, thì nó sẽ có màu xanh. Nhưng khi mà bạn lắc phân bố với cồn xong thì nó sẽ tách ra làm hai lớp. Lớp phía trên là lớp cồn 96, nó sẽ lẫn nhựa, nó sẽ kéo nhựa vào trong đó. Còn cái lớp bên dưới là dầu mù u, nó sẽ không còn màu xanh nữa mà nó sẽ chuyển qua cái màu vàng, chỉ có dầu béo thôi. Còn nhựa đó là các cái tạc ben, nó tan trong cái lớp cồn ở phía trên rồi. Dễ dàng mình xả cái lớp bên dưới ra, mình lấy được dầu mù u. Nhưng mình có một cái bước thứ hai nữa là mình để cái cốc có mỏ này lên trên cái bếp để cho cồn nó bay hơi hết. Còn lại, cồn nó còn sót lại khi mình lắc phân bố á, thì khi mình để lên bếp thì cồn nó sẽ bay hơi hết. Và mình sẽ dùng cái mẫu sau khi mà mình bay hơi cồn, mình tiến hành định tính như theo quy trình. Rồi một phản ứng thì bạn cho thuốc thử sắc 3 vô, một thì bạn cho một cái ống còn lại thì bạn cho diazo vô. Ống có sắc thì nó sẽ cho màu xanh đậm, ống bạn cho thuốc thử diazo thì nó sẽ cho màu đỏ cam, nếu nó là dầu mù u. Rồi vậy vai trò của hai cái thành phần mà bạn cho vào cái ống nghiệm trước khi mình tiến hành phản ứng á, là chloroform và cồn 96. Chloroform thì vai trò hòa tan dầu béo, giống như là cái dầu gan cá phía trên là bạn biết rồi. Còn cồn 96 là cái môi trường trung gian để phản ứng xảy ra. Vì bạn nhìn nè, sắt cũng pha trong cồn, diazo cũng pha trong cồn. Vậy nếu như mà bạn không cho cồn vào trong cái mẫu thử á, thì chloroform và cái cồn nó đâu có cái nước và chloroform nó không đồng tan với nhau. Tại vì cái sắt và cái diazo pha trong cồn nhưng mà không phải là cồn cao độ, mà đó là cái cồn thấp độ thôi. Vậy nếu như mà bạn không hòa với cồn 96 thì khi bạn cho thuốc thử vào thì nó sẽ không phản ứng, tại vì nó không hòa tan được với lại chloroform. Nên cái bước mà bạn cho 2 ml cồn 96 vào đó chính là tạo cái môi trường để phản ứng xảy ra nha. Rồi chúng ta sẽ qua nội dung thứ hai, đó là xác định chỉ số xà phòng. Thì đây là một cái phương trình để các bạn thấy mô phỏng cái việc mà bạn xác định chỉ số xà phòng của một cái dầu béo.
Thì dầu béo bản chất của nó là một cái este. À, cô dùng cái công thức là RCO, R phẩy là một cái este để đại diện cho dầu béo. Chúng ta sẽ cho phản ứng với một cái kiềm, thì sau phản ứng nó sẽ tạo thành muối và ancol. À, và cái kết quả phản ứng này, muối và ancol ban đầu thì dầu béo nó không tan trong nước, nhưng sau khi xà phòng hóa xong thì tạo thành muối và ancol, thì cái sản phẩm này nó lại tan được hoàn toàn trong nước. À, nên bạn sẽ dựa vào cái hiện tượng sau phản ứng mà bạn biết được quá trình xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn hay chưa. Ban đầu dầu béo nó không tan trong nước nên nó đục, nhưng sau khi xà phòng hóa xong, nếu quá trình xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn thì dung dịch nó phải trong, tức là nó phải tan trong nước. Còn nếu như bạn cho nước vào mà nó vẫn còn đục thì đó là quá trình xà phòng hóa chưa xảy ra hoàn toàn, và mình khắc phục bằng cách là mình sẽ mang đi đun tiếp cho đến khi dung dịch nó trong. Đối với lại xác định chỉ số xà phòng thì yêu cầu chúng ta sẽ tiến hành với lại mẫu thử và mẫu trắng luôn. À, tại sao phải tiến hành mẫu trắng? Là vì chúng ta sử dụng KOH trong cồn. Mà cồn thì nó dễ bay hơi, nên chúng ta phải tiến hành mẫu trắng để chuẩn độ lại cái KOH trong cồn, tránh cái việc sai số tối đa. Rồi tiến hành mẫu thử bằng cách nào? Bạn sẽ cân 2 gram dầu béo, cho vào đây tác nhân phản ứng, đó chính là 25 ml KOH 0.5N trong cồn. Và ở đây mình sẽ lấy chính xác bằng Burette. Tại sao phải dùng KOH trong cồn mà không dùng KOH trong nước? Là vì phản ứng này là phản ứng xà phòng hóa. Mình dùng KOH trong cồn để mình phá bọt. Vậy nếu như mình dùng KOH trong nước á, thì bọt nó sẽ rất là nhiều trong cái quá trình xà phòng hóa. Tại vì quá trình xà phòng hóa trong môi trường nước nó sẽ tạo bọt. Mà nếu mà có bọt nhiều thì khi mình tiến hành các cái bước tiếp theo rất là khó quan sát. Khi chúng ta tiến hành phản ứng, nên ở đây chúng ta dùng KOH trong cồn, môi trường cồn là để phá bọt nha. Chúng ta sẽ mang đi đun cách thủy khoảng 30 đến 45 phút ở cái nhiệt độ khoảng 100 độ C. Cho đến khi chất béo thủy phân hoàn toàn. Thì làm sao bạn biết được chất béo thủy phân hoàn toàn? Bằng cách là bạn sẽ thêm 25 ml nước đun sôi vô, đun sôi để nguội vô. Nếu như dung dịch nó trong vì nó tạo muối và ancol thì quá trình xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn. Còn nếu như bạn cho 25 ml nước này vô nè mà dung dịch nó đục, tức là nó còn dầu béo, là quá trình xà phòng hóa chưa xảy ra hoàn toàn, thì bạn sẽ mang đi đun tiếp khoảng 10 đến 15 phút nữa cho đến khi dung dịch nó trong. Sau khi mà quá trình xà phòng hóa xảy ra hoàn toàn rồi, để nguội, bạn sẽ thêm vào đó chất chỉ thị màu là phenol phthalein. Mình sẽ mang đi chuẩn độ bằng HCl. Tại sao dùng phenol phthalein mà không sử dụng metin da cam? Thì cái lập luận tương tự như cái phương pháp lắc nhô ở phía trên, là bạn đang muốn chuẩn độ cái gì? Bạn đang muốn chuẩn độ cái gì? Bạn đang muốn chuẩn độ KOH dư là một cái kiềm. Vậy nếu như mà bạn dùng metin da cam, bạn muốn dùng metin da cam thì sao? Sẽ dẫn đến sai số thiếu, vì cái pH của metin da cam là pH acid. Chỉ cần bạn nhỏ acid xuống, nó gặp cái môi trường acid tầm khoảng pH 3 là nó đã đổi màu rồi, mà nó chưa phản ứng hết với KOH dư này. Nó chưa phản ứng hết mà nó đã đổi màu rồi, nên nó sẽ dẫn đến là cái sai số thiếu ha. Và nguyên tắc chuẩn độ là nguyên tắc chuẩn độ thừa trừ, tức là bạn cho KOH thừa ra, sau đó bạn trừ lại. Cái lượng KOH tham gia xà phòng hóa bao nhiêu thì mình không biết. Mình không biết được, mình không xác định được. Nhưng cái lượng dư mình có thể xác định được bằng HCl. Vậy cái nguyên phương pháp chuẩn độ vẫn là phương pháp acid và base. Nhưng nguyên tắc chuẩn độ là thừa trừ. Bạn cho thừa ra. Ban đầu, cái lượng ban đầu là mình biết là 25ml. Lượng phản ứng bao nhiêu mình không biết. Nhưng mà cái lượng dư mình biết ha. Thì mình sẽ lấy cái lượng ban đầu trừ lượng dư, thì mình sẽ tính được cái lượng KOH tham gia phản ứng xà phòng hóa. Thì đây chính là phương pháp acid base, nguyên tắc chuẩn độ là thừa trừ. Còn với mẫu trắng thì đơn giản ha. Mẫu trắng thì bạn tiến hành y chang như là mẫu thử, nhưng mà nó không có dầu béo và mình không cần đun thôi. Và bạn có thể ước lượng được cái HCl bạn sử dụng, bạn nhỏ từ trên burette xuống,
bạn sẽ ước lượng mà chưa cần làm trực tiếp, bạn cũng sẽ ước lượng được cái lượng bạn sử dụng là khoảng 25 ml. Tại sao biết? Tại vì ban đầu bạn cho 25 ml cao H vô mà, thì cái lượng HCl bạn nhỏ xuống nó cũng phải tương đương với 25, dao động quanh con số 25, có thể là 25, có thể là 24,9, có thể là 25,1. À, bạn đoán nó dao động quanh con số 25 nha. Bữa thi vấn đáp đợt trước hỏi mà nhiều bạn không có trả lời được. À, nếu như không chưa cần tiến hành định lượng cái mẫu trắng này thì bạn có đoán được cái chỉ số cái lượng HCl bạn nhỏ xuống là bao nhiêu ml không? Nhiều bạn không trả lời được câu này. Rất là đơn giản, mẫu trắng có dầu béo trong đó đâu. Chỉ có cái nước và cái cao H thôi. Thì cái lượng HCl bạn nhỏ xuống thì HCl nó sẽ tác dụng trực tiếp với cao H này, thì nó phải dao động quanh con số 25 nha. Rồi. Và tại sao phải dùng nước đun sôi để nguội? Dùng nước đun sôi để nguội là để loại CO2. Vì nếu còn CO2, bản chất của CO2 là axit, nó sẽ dẫn đến sai số thừa. À, thì đó là cô vừa ôn xong cho các bạn ha. Cái bài tinh dầu và dầu béo. Sau khi có thể tích của mẫu thử và mẫu trắng, bạn thuế vào công thức thì bạn sẽ tính được chỉ số xà phòng. À, thì bạn có thắc mắc gì thì mình bật mic lên mình trao đổi ha. Còn không thì các bạn sẽ coi video cho đến khoảng 9 giờ rưỡi ha, thì các bạn có thể nghỉ.